Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa tổ chức họp báo phát động giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam năm 2024. Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam là giải thưởng uy tín chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng hàng năm cho các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế. Năm nay, giải thưởng sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam có 8 hạng mục, trong đó có 5 hạng mục dành cho sản phẩm công nghệ số, phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số các ngành lĩnh vực. Bên cạnh đó, giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam năm 2004 còn bổ sung hạng mục sản phẩm công nghệ số mới xuất sắc nhằm tìm kiếm, tôn vinh các sản phẩm công nghệ số mới xuất sắc như IoT, bán dẫn. Giải thưởng năm nay vẫn tiếp tục duy trì hai hạng mục như năm 2003 là sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài và sản phẩm công nghệ số tiềm năng. Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia giải thưởng là từ ngày 22 tháng 8 năm 2004 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2004.